Những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc luôn coi trọng và ưu tiên chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Vì vậy, những vùng sản xuất hàng hóa tập trung dần hình thành với sản phẩm có chất lượng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mục tiêu của kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Xuyên Mộc là xây dựng và đưa vào hoạt động 4 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng giá trị sản xuất và thu nhập trên đơn vị sản xuất nông nghiệp năm 2025 tăng gấp 1,5 lần so với hiện nay. Đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 chiếm trên 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện. Ngoài tăng cường công tác tuyên truyền, huyện Xuyên Mộc đang tập trung hỗ trợ người dân về vốn, hướng dẫn, tập huấn về khoa học kỹ thuật, đưa cây con giống chất lượng cao vào sản xuất, nhân rộng những mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Huyện Xuyên Mộc cũng triển khai các chính sách ưu đãi để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực về vốn, về công nghệ đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng chuỗi liên kết, truy xuất nguồn gốc xuất xứ để đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm ưu thế của địa phương. Hoàn thành cái việc phân vùng quy hoạch ứng dụng công nghệ cao để định hướng được cái vùng chuyên canh đủ rộng, đủ diện tích lớn để chúng ta có vùng nguyên liệu tập trung để dễ dàng ứng dụng công nghệ cao, áp dụng khoa học kỹ thuật. Từ đó thì cũng huyện cũng dễ dàng kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như là đầu tư về công nghiệp chế biến đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Thời gian tới, huyện Xuyên Mộc tiếp tục chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu nhằm tăng giá trị sản xuất và thu nhập trên đơn vị diện tích đất và đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện vào năm 2025.